Hello. Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Điện thoại Bảo Trung. Hôm nay quay cho một cái đoàn phim cho đài truyền hình Vĩnh Long. Làm một cái sitcom cũng vài ngày. Hôm nay có Bảo Trung có mặt tại hình như là ở đây là cái gì ta? Hình như là ở Long Bình. Long Bình gần Bến Lức. Anh em đang cúng khe máy phê đoàn phim Bảo Trung. Bảo Trung cười. Chết đã chơi, chết đã chơi kìa. Buổi sáng đã. Giám đốc chưa cúng mà cúng gì? Đạo diễn rồi phải cúng trước chứ. Ủa, lần nó đứng ở đâu vậy? Ủa sao mình cúng ngược ta? Đứng lại, đứng đây chứ. Phải không? Chập mà phải chỉ nó mới biết ngay thùng nước đỏ. Chứ đứng ngay thùng nước xanh không được à. Dạo qua bên chút đỏ mày. Đừng sáng tôi nữa khổ. Tôi như sáng ta. Mày nhờ người ta cúng nước được không? Tại tao lớn tuổi. để xa nữa, xa ngược lại nữa. Ở đây là đạo diễn, tổng đạo diễn, giám đốc nữa, mình không biết cũng xá không sao. Thôi bà lỡ thùng lát mình quay đâu em, quay ngoài đường hả? Chạy xe đó không biết, anh không biết chạy xe hai bánh à, chạy yếu lắm á, không biết nhưng mà chạy yếu lắm, cái đường nhỏ nhỏ là coi dừng xuống ruộng á. Ừ, tại vì chạy yếu lắm. Cái cảnh đầu tiên của anh á là mở phim luôn, anh ra đi hẹn hò, cho nên là một cái tâm trạng rất là vui vẻ thoải mái. Mà cái người yêu này là người yêu mà anh quen qua mạng. Qua mạng thôi. Cho nên là cũng chưa biết ở ngoài nó làm sao, cho nên là rất là háo hức. À, bên hai bên đều ảo hết đúng không? Dạ đúng rồi. Hai bên đều ảo hết, chụp hình rồi ảo rồi dữ lắm. Có đăng không bà? Có chứ. Rồi vậy làm đi. Đẹp nha. Ủa, cái bồ gì đẹp chứ. Lát nữa mình quay mấy cái đường á, thôi mình ngồi ngay chỗ kia luôn được không ta? Ngay cái chỗ cái nhà này để xe. Nói chung là cũng được thôi, mình nhíp vào chỗ khác thì nó thơm hơn.
Trời ơi, chị Hương ơi, chị đưa mấy cái áo ba của anh chị em kìa. Mẹ em không chưa sắp cho Trang nữa. Đây. Chị Hương cục chèn á, cái phim đó là Phi đó. Cái của anh Bảo Quỳnh đúng không? Đó, Bảo Quỳnh lên hai cái áo ba. Đó là bởi vậy anh lấy cái đó quay luôn. Còn đem lên đầu này. Đi nửa đường xong mới nhớ. Trời ơi má xuống ơi. Xuống đây đây nó mới nhớ. Anh phải mượn hai cái áo bộ đồ ba của Nghị Trung á. Quay tới 2 giờ rồi bà Hương nhớ sách xuống. Làm xong thôi. Chạy xuống nửa đường mới nhớ. Bây giờ tới chuyện cảnh khác rồi đó. Ba lô đâu rồi? Rồi bà sao không để đây mà đi đâu bà vậy? À chỗ này quay hả? À. Không quay này mát à. Hả? Cái gì? Thì giá rau rồi lại. Mà đất hay gì? Đất. À, đất cộng sao cứng ngon lành nè. À, nghiên cứu cái cần gió đi. Làm cái cần này nè. Cả này được nè, cả này về đặt cái sông mình được nè. Ghe giống ghe mình hả? Đặt lâu chưa? Lâu rồi. Dỡ được không? Không được. Hả? Nó mình muốn giả giờ nào dám được. Ờ. Tại đâu có đặt mồi đó, cá lội ngang dính thôi, tại vì đóng cảng cá ít đi thôi chứ. Dạ. Yeah. Vậy đó nhiều. Kéo vô của ta. Vậy hả? Ừ, thử dở ra. Nó đã thôi. Cái gió này là để cái sông mình ngập nè. Không được. Dạ hả? Sông lớn hả? Sông lớn rồi. Ồ, đã quá. Đã. Cái lưới này là phải lông can mới vừa. Đúng rồi. Lông can chắc phải bự hơn này nữa mới được. Xong kia nó bự gấp 5 lần cái này lên. Bự quá làm gió cá đâu rồi. Đó. Nó đâu còn lên nữa đâu hả chú? Không, lắm về một chút á. À. Kéo dưới lên cho cá không? Không có, nó nhảy lại hả? À, không có đâu, vậy là không có rồi. Có là nó nhiều mà nó nhảy. Xong nó dễ mình dễ. Có cá xô lưng kìa. Đâu? Xô lưng anh đó. Con cá nó bự quá. Kìa, thiệt cái bụ. Đâu, con xe nổi. Đó. Cái dèo. Này hả? Ừ. À cá dưới không? Ổng kéo. Ê, có kìa, có cá có cá ra cá lóc. Lóc nữa kìa thấy không? Nè nè nè. Đó. Đó, cá phi. Nè. Cá phi, cá phi. Có ăn cá trê được à? Ừ. Ủa có trê con luôn kìa. Trê. Bây giờ bỏ xuống hay sao? Bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Bắt thì dế cũng bắt nổi. Dạ. Trời ơi cái này nặng quá. Mười sắc hả? Tính ra này cũng dễ làm mà. Dễ mà. Ừ. Quan trọng cái đó đó. Ồ cái lưới này là bự quá rồi. Bự đố rồi. Cái này là vừa đó chứ bự nữa. Nhỏ quá. Anh thấy cái này là vừa đó, nhỏ nữa. Hết cái sông ra rồi. Ừ. Cá nào chạy thoát. Cũng còn lộn đi chứ. Ừ, hay lắm, đi, nó còn né chứ. Né còn đi ngay. Ủa? Rồi rồi mình có giải mồi không? Không. Kỳ á. Đi ngang là dính nè. Chạy vô đi theo nước á. Cái không giá mồi sao? Giá mồi, mồi cũng trâu đi hết. À, trái mà. Phí Phụng. Phí Phụng bán gì? Sữa chua anh. Rồi em cái xe, cái số 5 đi. Số 5 là quay đâu? Bên nhà đó. Bên nhà đó luôn hả? Bây giờ quay hay là lát nữa mới quay? Ờ, cảnh đó xong rồi tới. Ok. Em gọi kia xong rồi.
À, quay bên nhà bên đây. Hả? Thì chắc cũng anh em miên giải gia đình rồi. Anh là anh nhất nhất dạ. Vừa rồi có đi phim quốc tế dạ có đi suốt hả? Quẹo vô đây là trong gia đình không? Hôm nó cái thì giờ tôi có đi mẹ đốt dạ à cái kế nhớ rồi nhớ rồi nó sắp làm trùm nổ nữa mà hả? Sắp làm trùm nổ là... nghe nói chưa đang chuẩn bị không cần ai nữa không? Tại tôi cũng nhớ tôi đang làm lâu lắm rồi anh với Phi Phụng mới quay chung. Đúng rồi, lâu lắm em anh quay lâu từ hồi quay cái vụ cắp gà tới giờ đúng không? Ừ. Cũng cả chục năm khó. Không dữ vậy, tao mới giờ Mỹ giờ có 8 năm à. Mấy năm? 8 năm. Ồ 8 năm chục năm cũng gần xịt. À, đoàn đang quay đêm. Em kia, quay phía. À, quay phía. Nhưng mà em chắc là em về trước anh tại vì em có những cảnh ở nhà có anh không có em. Ừ. Cũng mong là vậy. Ừ. À, chắc lẽ đêm nay chắc phải 11 giờ mới về tới nhà. Mấy là hơi xui nha. À, hơi xui. Không biết 11 giờ nó phải xong chưa đưa đến 11 giờ về. Cái 11 giờ là xong. Là hy vọng về tới nhà 1 giờ. À, đấy, 1 giờ. Hy vọng về tới nhà 1 giờ. À, chào tất cả quý vị nha, tôi chuẩn bị quay tiếp. Ok. Dạ. À, có gì hẹn quý vị gặp lại clip sau nha. Ok. Bye bye. Như hồi đó ta